Xin chào toàn thể anh em. Hôm nay mình mới về được hai con âm đi. Để đáp ứng được cái nhu cầu mục đích sử dụng của anh em trong từng phân khúc, mình về hai con âm đi này cực đẹp, cực chất và đều là những âm đi tên tuổi, nhưng mà trong phân khúc giá cực kỳ bình dân anh em. Mình luôn cam kết với anh em là những hàng mình tuyển chọn là phải hay, phải zin, phải xịn, phải đẹp thì mình mới gửi tới anh em. Anh em nào mới xem kênh của mình, cho mình xin một nút đăng ký kênh để cập nhật những cái sản phẩm hàng ngày mình đăng lên. Đúng chân sản phẩm nào thì anh em alo cho mình. Xin giới thiệu đến anh em một con âm ly Lucman L400. Con này là mặt phay nhôm, về trong tình trạng còn rất đẹp, tất cả các lúm nút này còn nguyên zin hết, bao cho anh em là hoạt động hoàn hảo hết. Con này nó chạy 4 con sò than xanh đen, công suất của nó là 125W, chơi được loa từ 4 đến 16 ohm. Anh em có thể ghép vào các dòng JBL, ví dụ L36, L96, những cái dòng bass 25, bass 20, hoặc là những cái dòng JBL TLX16, TLX18 và những cái dòng loa Nhật PL, ví dụ như là CF7000, CF45, vân vân anh em ạ. Nó đánh rất hay và thể hiện cực kỳ là tốt. Ngoài ra những cái dòng búp xeo khác, BVK nó đánh cũng tốt anh em ạ. Anh em nào yêu sản phẩm Lucman L400 này thì điện cho Hà Audio Hải Phòng. Điện cho Hà Audio Hải Phòng. Con này mình xin báo giá và gửi tới anh em là 4,5 triệu, bao zin, bao xịn cho anh em và bao tất cả các chức năng hoạt động hoàn hảo. Đó là một con âm ly Lucman. Tiếp đến mình xin giới thiệu đến anh em một con âm ly PL. Anh em ngắm qua phần mặt tiền, con này cũng là màu vàng chanh anh em ạ, mặt phay nhôm. Anh em nhìn này, PL VSA 950D. Con này được gọi là một con siêu phẩm và được gọi là một con huyền thoại. Nó ra đời năm 1990 anh em ạ. Giá xuất xưởng của nó là 150.000 yên. Tương đương với 33 34 triệu Việt Nam đồng hồi đấy. Cấu tạo linh kiện của nó cực kỳ là khủng anh em ạ. Con này nếu như anh em chơi độc con giải mã không của nó thôi là nó cũng đã cực chất rồi anh em ạ. Độc con giải mã không thôi đấy, chứ chưa kể là một con âm ly. Nếu anh như anh em chơi con giải mã không thì nó cũng ngang ngửa bằng tiền cái con âm ly này. Mà anh em mua con âm ly này thì được cả con giải mã và con âm ly. Con âm ly này nó chạy 6 con sò than xanh đen loại to và 4 con sò than xanh đen loại nhỏ. Tụ nguồn của nó cực khủng, chạy 2 biến thế nguồn và một con nguồn phụ. Mặt mũi đẹp keng, có chỉnh bát chép. Anh em nhìn tất cả các cái mặt mũi của nó là màu vàng chanh cực kỳ là đẹp luôn. Nó có cái đồng hồ quắc hiển thị ở đây, sáng lắm. Anh em nhìn cái kiềng vàng của nó này, vàng, nói vui là vàng 18K đấy anh em ạ. Kiềng của nó kiềng vàng. Cấu tạo của nó, các cái linh kiện của nó cực kỳ xịn xò anh em. Anh em bảo nó ra đời từ năm
9910 mà giá xuất xưởng của nó là 150.000 yên thì anh em biết rồi. Sản xuất tại Nhật nhé anh em nhé, không phải là như các cái con Omni đời mới bây giờ là như con Omni này là sản xuất, những con Omni đời mới bây giờ là sản xuất tại Malaysia đâu. Con này là sản xuất chính hãng tại Nhật, lắp ráp tại Nhật của hãng Pierre, chạy điện 100V. Anh em ngó qua cái phần nội thất của nó này, cái này là cái thoát nhiệt là làm hình tổ ong đấy anh em nhé. Nó có một con tăng phô này anh em này, một con tăng phô, hai con tăng phô này, hai con tụ lọc nguồn nó, đây là bo mạch giải mã của nó này anh em này. Con này về đẹp lắm. Anh em nhìn các cái cọc AV của nó vàng ươm. Đây là nó có hai đường optical này anh em này. Hai đường optical vào ấy. Nó có đường CD và đường LD này anh em này. Và đây dưới này nó có ba cổng đồng trục. Hai cổng đồng trục vào và một đường cổng đồng trục xuất ra các cái thiết bị khác anh em nhé. Và ngoài ra nó có đường táp này. Táp 1, táp 2 này. Đường lin này. Lin out, lin là đường đường vào đấy anh em. Đường CD này. Và đường tuner và đường phone. Nó chạy được hai cổng center này anh em này. Có đường rè out này. Hai cổng center đây này anh em này. Anh em nó có cái cần gạt đây này anh em. Ở trên gạt sang phải là chạy một center. Còn nếu mà anh em muốn chạy hai center thì anh em phải gạt sang đây. Đấy nó có cần gạt này. Đấu hai center thì nó mới kêu anh em nhá. Nếu anh em chơi một center thì anh em phải gạt vào đây. Mà anh em gạt sang đây thì là chơi hai cổng center này thì anh em buộc phải đấu hai cặp vào đây, hai đường dây vào tín hiệu vào đây thì nó mới kêu. Còn anh em chơi một đường center thì anh em chơi đường trên thì anh em gạt ở đây. Đây là kênh rear. Và trên đây là kênh phông. Anh em chơi cái con này ở kênh Citrail nó ra được 130W một kênh. Có nghĩa là kênh chính này của nó là anh em này. Anh em đánh những cái loa nghe nhạc mà chơi hai kênh này mà lấy tín hiệu optical ở đây thì anh em nghe phê luôn. Nhiều cái con âm đi trên 10 triệu không ăn của nó đâu anh em ạ. Và nó có các cái lỗ cắm để cho anh em cắm CD, lọc xì và các tín hiệu khác vào đây. Dây nguồn zin xịn luôn. Có dập chữ PL. Dây nguồn xịn sò nó nha anh em nhé. Mình xin báo giá luôn. Con PL VSA 950D mình đang bán cho anh em là 6 triệu đồng. Vừa được con âm đi và được vừa được bộ phận giải mã. Mình bao cho anh em tất cả các con này hoạt động hoàn hảo hết. Không chức năng nào không hoạt động được. Chứ không phải là mình bán theo cái kiểu là kênh center không hỏng với cả kênh center không nói đâu nhá. Mình bán cho anh em con này là 6 triệu là phải hoạt động hoàn hảo hết nhá. Thì mình mới bán như thế. Mà mình mới ship về như thế. Chứ còn nếu mà không đẹp, không hoạt động hoàn hảo, mà không zin không xịn là mình không bán con này đâu. Và con Omni L400 này là 4,5 triệu. Chơi được rất nhiều vòng loa. Anh em thích sản phẩm nào thì liên hệ cho Hà Audio Hải Phòng. Anh em đăng ký kênh của mình sẽ mở nội thất con này để cho anh em tham khảo và giới thiệu chi tiết sâu và test các chức năng hoạt động của nó anh em nhé. Và con này cũng thế. Xin cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào tạm biệt anh em. Hẹn anh em ở clip sau.